Ba tên bắt cóc hoàn toàn không có chút kinh nghiệm gì, cùng nhau bắt cóc một bà lão 82 tuổi của gia đình Yanagawa giàu có ở Kyushu, đồng thời ra giá tiền chuộc cao nhất từ trước tới nay, 10 tỷ yên Nhật. Dưới sự chú ý của truyền thông toàn cầu, những tên bắt cóc còn to gan sử dụng chương trình phát sóng trên TV, nhiều lần đùa giỡn cảnh sát. Cuối cùng không ai hay biết gì, số tiền chuộc nặng cả tấn, biến mất không dấu vết. Chào các bạn, mình là Tofu. Video này mình mang đến cho các bạn là một bộ phim hồi hộp tội phạm Nhật Bản, Rainbow Kiss, vụ bắt cóc lớn bên ngoài nhà tù Osaka. Kenji, Queen và Tokyo gặp lại nhau sau khi vừa mới được ra tù. Trước đây, cả ba đều là những tên trộm cắp vặt, nhưng tiền chưa kiếm được bao nhiêu đã phải ngồi tù mấy lần. Bởi vậy, Kenji muốn làm một việc lớn. Hắn dự định sẽ bắt cóc một bà lão 82 tuổi. Người đó chính là lão phu nhân nhà Yanagawa. Gia đình Yanagawa có 40.000 hecta rừng, là người giàu nhất Kyushu. Bà Tokisho Yanagawa là trưởng tộc duy nhất của gia đình Yanagawa, cũng là một nữ tỷ phú giàu có. Kenji lên kế hoạch ngồi ở rừng cây đối diện, đợi đến khi lão phu nhân đi ra ngoài, sẽ tìm cơ hội để bắt cóc bà. Tiền chuộc là 50 triệu, nhưng điều không thể ngờ, ba người mới vào nghề đã gặp bất lợi. Dưới rừng cây, bọn chúng không kể ngày đêm, trời nắng hay mưa theo dõi trong 3 tuần liền, nhưng bà vẫn không ra khỏi cửa. Đang trong lúc sắp mất đi sự kiên nhẫn, lão phu nhân bất ngờ xuất hiện. Bà và người hầu gái lên núi đi bộ, thế là ba người bọn họ vội vàng theo sau. Nhưng do không thông thạo đường nên hai ngày nay đều công cốc. Không còn cách nào, Kenji chủ động tìm người bắt chuyện, vì vậy mới xác định được lộ trình leo núi tiếp theo của bà Toshiko. Ngày thứ ba, ba người đang ngồi trên đỉnh núi theo dõi. Lần này cuối cùng bọn họ cũng tiếp cận được bà Toshiko. Sau khi thể hiện ý định của mình, Kenji muốn bắt bà và người hầu gái. Nhưng không ngờ, bà Toshiko không hề tỏ ra sợ hãi mà còn đưa ra điều kiện với Kenji. Bà cho rằng, dù sao bắt một người hay bắt hai người thì tiền chuộc cũng như nhau. Trong trường hợp này, nếu lấy một số tiền như nhau nhưng lại làm việc nặng nhọc gấp đôi, như vậy chẳng hợp lý chút nào. Bởi vậy, bà đưa ra đề nghị thả người hầu gái đi, bắt một mình bà là được. Kenji nghe xong thấy có lý, liền vỗ tay đồng ý yêu cầu của bà. Sau đó bọn họ lái xe đưa bà Toshiko đi. Trên đường bà hỏi Kenji có phải họ định đưa bà vào trong thành phố không. Kenji nghe xong lặng người một lúc. Quả thực kế hoạch của hắn là đưa bà đến ẩn náu trong thành phố, bởi vì ở đó người đông đường cũng nhiều, vừa dễ ẩn náu lại dễ bỏ trốn. Nhưng bà Toshiko lại không nghĩ vậy. Bà biết cảnh sát trưởng thành phố là Oki. Anh là một cảnh sát lâu năm đầy kinh nghiệm, thông minh nhanh nhạy. Dựa vào môi trường địa lý của khu vực này, Oki có thể nhanh chóng suy luận ra trong vòng 50 km nơi ẩn náu tốt nhất chính là trung tâm thành phố. Hơn nữa mấy ngày trước, quản gia của nhà Yanagawa cũng phát hiện thấy một chiếc xe lạ lén lén lút lút quanh quẩn ở gần đó. Từ đó có thể suy luận ra kẻ bắt cóc không phải là người địa phương mà là người đến từ nơi khác. Như vậy khi Oki điều tra các nghi phạm sẽ có thể thu nhỏ được phạm vi. Chỉ cần thống kê những người từ nơi khác đến thành phố trong vòng mấy tháng gần đây là có thể dễ dàng nắm được hành tung của ba người họ. Nói tóm lại, chỉ cần Kenji đặt chân vào thành phố thì đồng nghĩa với việc tự chui đầu vào rọ. Sau khi nghe xong những câu phân tích này, Kenji bỗng thấy mình hồ đồ. Kế hoạch mà hắn khổ cực mất 14 tháng mới nghĩ ra được lại dễ dàng bị hủy hoại như vậy. Lúc này bà Toshiko đưa ra một đề nghị, bà có một nơi phù hợp để ẩn náu, có thể dẫn bọn họ cùng đi. Lúc này cả ba đã bị thuyết phục bởi sự thông minh nhanh trí của bà Toshiko, liền ngoan ngoãn nghe theo. Đến một ngôi làng nhỏ trên núi huyện bên cạnh, người quản gia cũ của bà Toshiko sống ở đó. Kura vốn rất trung thành với bà Toshiko cũng không nhắc đến việc mình bị bắt cóc. Bà chỉ nói với Kura, bà và Kenji, ba người họ sẽ ở đây một thời gian, và dặn Kura phải giữ bí mật, phải hết sức kín tiếng với người ngoài, không được tiết lộ hành tung của họ. Một mặt khác, sau khi nhận được thông tin bà bị bắt cóc, bốn người con của bà đều lo lắng chạy về. Toàn bộ cảnh sát địa phương cũng nhanh chóng hành động, tiến hành tìm kiếm khắp mọi nơi. Ngay cả cảnh sát trưởng Oki cũng chạy đến nhà Yanagawa ngay trong đêm, đích thân trực tiếp chỉ huy. Bây giờ việc cấp bách nhất lúc này chính là tìm ra manh mối để cứu người, đồng thời cũng cần phải chuẩn bị tiền chuộc. Ngày hôm sau, Oki dựa vào manh mối chiếc xe mà quản gia cung cấp, lần theo dấu vết tìm thấy một căn phòng thuê ở trong thành phố. Đây chính là nơi mà Kenji dự định đến ẩn náu. Bên này trong nhà Kura, trước đây Kenji ba người họ vốn đều đeo khẩu trang, sử dụng tên giả, nhưng sau khi ngủ dậy, Win phụ trách canh giữ bà Toshiko đã bỏ khẩu trang ra. Thì ra một người phụ nữ tên là Kuniko đến thăm nhà Kura để che giấu thân phận của Win. Kura bèn nói Win là người thân trong nhà. Win cũng bắt đầu để ý Kuniko nên quyết định để lộ mặt thật của mình. Bây giờ Kuniko và Kura phải đi ra đồng làm việc. Win vốn rơi vào tình yêu mật ngọt cũng phấn khích đi theo giúp đỡ. Sau đó bà Toshiko gọi Kenji và Tokyo đến, bắt đầu hỏi bọn họ lần bắt cóc này định yêu cầu bao nhiêu tiền chuộc. Kenji giơ ra năm ngón tay ám chỉ đòi 50 triệu và một đồng cũng không bớt. Nghe xong bà Toshiko
cô có chút không vui, bà chậm rãi nói, ta tuy có già, nhưng dù sao cũng là trưởng tộc duy nhất của gia đình Yanagawa giàu có, muốn coi thường ta cũng không được. Nói xong, bà không chớp mắt bèn đưa ra một con số khác, thấp nhất cũng phải 10 tỷ, không bớt một xu. Nghe xong câu nói này, Kenji bèn giật mình, làm gì có chuyện bị hại mặc cả như vậy với người bắt cóc chứ? Hơn nữa 10 tỷ chứ không phải là 10 đồng, mang đồng tiền này đi khắp thành phố, hơn nữa chưa cần nghĩ đến việc tiêu như thế nào, chỉ cần lấy số tiền đó cũng cần phải dùng xe tải để chở, như vậy không phải là tự tìm đường chết hay sao? Bởi vậy bọn họ tìm bà mặc cả. Nhưng bà ngược lại phân tích rằng, các cậu đừng cho rằng 10 tỷ này là rất nhiều tiền, nhưng trên thực tế nó chỉ có thể mua được 2 chiếc máy bay chiến đấu, hay nói cách khác, quân đội phóng tên lửa một lần phóng đã hết 50 triệu. Lẽ nào ba người các cậu liều chết số tiền kiếm được lại chỉ đủ để phóng một quả tên lửa, như vậy chẳng đáng tí nào. Nghe xong Kenji thấy có lý, vì thế ngày thứ tư sau vụ bắt cóc, bà Toshiko đích thân viết thư về nhà đề cập đến vấn đề Kenji ba người họ đòi khoản tiền chuộc là 10 tỷ, đồng thời ra hạn trong vòng nửa tháng phải có đủ, khi đó sẽ đưa ra phương thức giao tiền. Cuối cùng trong thư còn viết, 12 giờ ngày mai cảnh sát trưởng Oki phải thông qua truyền hình trực tiếp qua TV và đài phát thanh đích thân trả lời có đồng ý với đề nghị này không. Lập tức đồn cảnh sát và gia đình Yanagawa cũng trở nên hỗn loạn. Từ trước tới giờ đây là một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc cao nhất. Oki cho rằng bất luận thế nào thì trước tiên cũng phải đồng ý với yêu cầu của bọn bắt cóc, như vậy có thể đảm bảo an toàn cho bà Toshiko. Một mặt khác Kenji cũng không hiểu, rõ ràng nhà Kura chỉ có đài phát thanh, không có TV, tại sao bà vẫn đề cập đến việc truyền hình trực tiếp trong thư. Bà Toshiko lắm mưu nhiều kế nói, ai biết được nhà cậu có TV hay không. Ngày hôm sau, Oki làm theo yêu cầu, thông qua truyền hình trực tiếp đồng ý với yêu cầu của bọn bắt cóc, nhưng ông cũng đưa ra đề nghị phải trực tiếp nhìn thấy bà Toshiko được an toàn rồi mới đồng ý giao tiền chuộc. Mấy ngày sau bọn bắt cóc lại tiếp tục gửi thư, bọn họ không những đồng ý với yêu cầu của Oki, còn mạnh dạn đưa ra phương thức gặp mặt vẫn là thông qua truyền hình trực tiếp. Họ phải cho tất cả mọi người biết bà Toshiko vẫn còn sống. Đến hôm truyền hình trực tiếp, theo yêu cầu, đài truyền hình điều một chiếc xe chuyên dụng đi khắp trong thành phố chờ hướng dẫn tiếp theo của bọn bắt cóc. Oki cũng cho người đi theo sau chờ cơ hội bắt bọn bắt cóc, nhưng không ngờ bà Toshiko bỗng nhiên nghĩ ra một kế dung đông kích tây. Bà muốn Kenji đóng giả làm con gái lẻn vào đài truyền hình, tìm giám đốc lái một chiếc xe phát thanh khác đi đến trong rừng ở bên kia bờ sông. Họ nhìn thấy bà còn phát sóng trực tiếp cả nước trước ống kính. Bà nói mình ăn ngủ đều tốt, cũng nhắc đến việc mình đã xem TV, biết được mọi người đều quan tâm đến mình. Việc cấp bách tiếp theo là 10 tỷ tiền chuộc. Bà Toshiko biết rằng trong nhà nếu muốn liền một lúc có được số tiền lớn như vậy quả thật là không thể. Bởi vậy bà đã nghĩ ra một cách để gom tiền. Bà muốn bán toàn bộ đất đai của gia đình. Theo dự tính của bà, sau khi bán đất có thể có được số tiền 70,2 tỷ. Bà muốn tặng số tiền này cho 4 người con. Theo quy định của luật pháp Nhật Bản, bất luận là kế thừa hay là biếu tặng, nếu nhiều hơn 70 triệu trở lên đều phải trả 70% thuế quà tặng cho chính phủ. Điều này cũng có nghĩa là gia sản 70,2 tỷ của bà sau khi chia cho 4 người con chỉ còn lại 21 tỷ, nhưng số tiền này cũng đủ để trả 10 tỷ tiền chuộc bản thân. Bởi vậy bà muốn các con làm theo cách của mình để chuẩn bị tiền. Nói xong Kenji liền lái xe đưa bà đi. Khi đến nhà, Kenji vô cùng thán phục bà. Hắn tâm sự với bà, thực ra 15 năm trước Kenji là một đứa trẻ mồ côi đã từng nhận được tài trợ hào phóng của bà Toshiko. Sau khi nghe Kenji nói xong, bà Toshiko cũng nhớ ra Kenji khi còn nhỏ, nhưng bà không hiểu khi đó bà có ơn với Kenji, nhưng khi anh lớn lên tại sao lại dùng cách bắt cóc để báo đáp lại mình. Kenji ngượng ngùng trả lời, trong tất cả những người giàu hắn chỉ biết bà, vì vậy bà mới trở thành đối tượng bị bắt cóc. Trong khi đó, trong nhà Yanagawa, theo chỉ thị của bà, bọn họ cũng đã chuẩn bị đủ số tiền 10 tỷ trong thời gian hạn định. Một mặt khác, Oki vẫn tiếp tục điều tra. Thông qua buổi truyền hình trực tiếp hôm đó, ông đã vạch ra một phạm vi khác, suy đoán rằng bà Toshiko bị nhốt ở một huyện kế bên. Sau đó, cảnh sát cũng đến khu vực gần nhà Kura để tìm kiếm. Nhưng trước đây, khi bà phát sóng trực tiếp đã nhắc đến mình có thể xem TV, nhưng nhà Kura không có anten để thu tín hiệu TV. Bởi vậy, cảnh sát đã gạt ra khỏi phạm vi nghi ngờ. Tiếp sau đó chính là khâu nhận tiền chuộc. Bà Toshiko lấy danh nghĩa là bọn bắt cóc yêu cầu họ cho toàn bộ 10 tỷ và một chiếc trực thăng, sau đó bay theo con đường mà bà đã định sẵn và hạ cánh ở trên một bãi sông trong rừng rậm. Sau khi máy bay hạ cánh, bọn bắt cóc nhanh chóng lên máy bay, chiếc trực thăng bắt đầu bay lòng vòng khắp nơi, hành tung bất thường. Cuối cùng khi máy bay bay qua địa phận nhà Yanagawa, còn vứt xuống một tờ giấy nói rằng bà đã nhận được tiền, bà Toshiko cũng sẽ được thả sau 4 ngày nữa. Sau đó chiếc trực thăng có chứa số tiền 10 tỷ này, cả máy bay và tiền đều biến mất. 4 ngày sau, cảnh sát đã tìm thấy phi công trong một thung lũng. Theo miêu tả của phi công, sau khi anh ta bị buộc hạ cánh, liền bị người ta bịt mắt, bị nhốt ở trong thung lũng gần đó. Bởi vậy những chuyện xảy ra sau đó anh ta hoàn toàn không biết gì. Cùng trong ngày hôm đó, nhà Yanagawa nhận được một cuộc điện báo thông báo bà Toshiko hoàn toàn khỏe mạnh và đang nằm trong nhà con út.
Thời gian trôi nhanh, một tháng sau, hôm đó Oki đến nhà Yanagawa thăm bà Toshiko. Mặc dù thời gian xảy ra vụ án đã rất lâu, nhưng mãi đến bây giờ, ba tên bắt cóc và 10 tỷ tiền mặt đó quả nhiên biến mất không dấu vết. Lúc này, Oki thông minh đã đoán được có thể đứng đằng sau vụ án bắt cóc này có một cao nhân đã chỉ dẫn. Người đó chính là bà Toshiko, nhưng tại sao bà lại lấy tiền của gia đình theo cách như vậy? Bà cười không nói gì. 3 tháng trước, bà phát hiện cân nặng của mình giảm đi rất nhiều. Bà nghĩ rằng mình đã mắc căn bệnh nan y và cũng bắt đầu lo lắng việc phân chia tài sản trong nhà. Pháp luật Nhật Bản vốn quy định dù cho là phân chia tài sản đều phải nộp thuế. Nghĩ đến gia nghiệp mà mình đã vất vả tích góp được mấy lâu nay, sau khi chết đi vẫn phải nộp một phần lớn thuế cho nhà nước, bà không cam tâm. Thật trùng hợp, Kenji bắt cóc mình, vì thế bà quyết định nhân cơ hội này để chuyển nhượng tài sản. Khi bà truyền hình trực tiếp trên TV đã gợi ý cho các con, gia sản phải đóng thuế, bởi vậy trước khi phân chia gia tài, trước tiên trừ đi 10 tỷ tiền chuộc, sau đó mới chia tài sản. Như vậy thì gia đình Yanagawa cũng có thể nộp ít đi tiền thuế của 10 tỷ, nhưng 10 tỷ chuộc này đã vào túi của ai? Quay trở lại với nhóm bắt cóc, Win có được tình yêu, hắn muốn thay đổi suy nghĩ của mình, muốn cùng với Kura sống cuộc sống bình lặng, nên đã chủ động từ bỏ chiến lợi phẩm. Tokyo cũng không muốn lấy, nhưng người mẹ đang bệnh nặng ở nhà vẫn đang đợi tiền để được chữa bệnh. Bởi vậy, hắn theo kế hoạch ban đầu chỉ lấy 10 triệu. Còn Kenji, sau khi trải qua toàn bộ sự việc, hắn đã bị sự thông minh và lương thiện của bà Toshiko thuyết phục. Bởi vậy, hắn không cần gì nữa. Hắn chỉ muốn được ở bên cạnh bà để giúp đỡ, học tập. Còn bà Toshiko thì sao? Bà cũng chẳng mất mình gì. Vốn dĩ cân nặng bị giảm xuống là bởi vì mùa hè, khẩu vị ăn uống không hợp nên dẫn đến bị giảm cân. Bởi vậy, bị dọa một trận hú vía. Kết thúc bộ phim, bà Toshiko bảo Kenji xây một ngôi đền thờ ở sân sau và không gian ở dưới ngôi đền vừa hay có thể chứa 10 tỷ tiền mặt. Lúc này Kenji mới hiểu ra, thì ra chỉ cần cất giấu nó tốt, 10 tỷ cũng chỉ cần một khoảng không gian nhỏ như vậy. Bộ phim này đến đây là hết. Các bạn yêu thích bộ phim này nhớ bấm nút theo dõi nhé. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bye bye!